Các chính Trường Sa vào năm 1974, 19 tháng 1 năm 1974 đó thì quân lực Việt Nam Cộng Hòa đã bị Trung Quốc xua quân vô chiếm cái quần đảo mà họ đang canh giữ cho đất nước đó. Kỷ niệm cái năm này xin được phép hỏi giáo sư là trong những cái thời gian đó thì giáo sư có được biết cụ thể cái vụ việc nó xảy ra hay là giáo sư hoàn toàn không biết, chỉ sau này mới biết là thưa giáo sư? thời đó nhỉ, là tôi học năm thứ nhất trường Đại học Tổng hợp Hà Nội có sự, và anh Hoàng Tùng khi đó tôi không nhớ rõ là thầy giới thiệu thế nào, nhưng mà thầy giới thiệu là các em hôm nay 180 sinh viên khoa sử Đại học Tổng hợp Hà Nội nghe ông Hoàng Tùng, ủy viên Trung ương Đảng, tổng biên tập báo Nhân dân hay là có ban tư tưởng Trung ương gì đó, cái vụ tôi không nhớ, nhưng mà ông Hoàng Tùng đến nói chuyện về lịch sử cho sinh viên khoa sử Đại học Tổng hợp Hà Nội, thì ông có nói chuyện Hoàng Sa, ông nói nguyên văn thế này: vì ta bận đánh Mỹ không có thời gian và chưa đủ khả năng để giải phóng Hoàng Sa nên nhờ bạn Trung Quốc giải phóng, sau này mình thống nhất đất nước rồi các bạn sẽ trả cho mình. Vì ta bận chưa đủ khả năng để giải phóng Hoàng Sa nên nhờ bạn Trung Quốc giải phóng, sau này mình thống nhất đất nước rồi các bạn sẽ trả cho mình. À, xin nói với anh Mạc Lâm là trong lớp của tôi có nhiều người sau này làm to lắm, ví dụ như ông Phạm Quang Ngọc, nhiều người nữa họ đều nghe cái câu đó cả. Ông nhà còn sống thì bà có nghĩ rằng Trung Quốc có thể chiếm được Hoàng Sa hay là Trường Sa hay là không ạ? Tôi cũng không biết, nhưng mà hồi đó đó không có ý kiến anh ba là nó chiếm luôn cả Trường Sa rồi, chiếm hết Trường Sa rồi đó. Nhưng mà anh bảo phải ra đóng cho được ở Trường Sa, thì lúc đó là y lấy cái thế là trước kia ông Phạm Văn Đồng có ký một cái văn bản là coi như là Ngụy nó đóng ở đó, cho nên là giao cho Trung Quốc quản lý cái Hoàng Sa. Thế thì coi như là Phạm Văn Đồng có ký tên. Thì bây giờ là Trung Quốc nó nói cái đó là bây giờ khỏi bàn, bị gì đã có văn bản ký rồi. Nhưng mà không phải, cái đó trong tình anh em, nghĩa là để cho ổng làm trong khi mình chưa làm thôi. Về sự kiện Cộng sản Bắc Việt hoàn toàn im lặng trước việc Trung Cộng dùng vũ lực cưỡng chiếm quần đảo Hoàng Sa vào ngày 19 tháng Giêng năm 1974. Ông Bùi Tín, lúc đó làm việc trong ban biên tập báo Nhân dân của Cộng sản Bắc Việt, cho biết chủ trương của Đảng Cộng sản Việt Nam như sau. Miền Nam là kẻ thù của chúng ta, còn Trung Quốc là anh em còn hơn ruột thịt nữa. Đây cùng là giai cấp vô sản. Mục đích của chúng ta là thế giới đại đồng. Đất đó nằm trong tay Trung Quốc tốt hơn hàng triệu lần là nằm trong tay kẻ thù ở Sài Gòn. Bạn thù nó rõ ràng mà nó kinh khủng đến cái não trạng từ Hồ Chí Minh đến trường. Trả lời câu hỏi của đại biểu Lê Bộ Lĩnh, đơn vị An Giang về hướng giải pháp cụ thể mà chính phủ Việt Nam sẽ thực hiện trong thời gian tới để bảo vệ chủ quyền đất nước, ông Nguyễn Tấn Dũng có nhấn mạnh. Chủ trương của chúng ta là nghiêm túc thực hiện Công ước Luật Biển, nghiêm túc thực hiện tuyên bố ứng xử của các bên liên quan ở Biển Đông, gọi tắt là BOC, và các nguyên tắc thỏa thuận mới đây mà chúng ta đã ký kết giữa Việt Nam và Trung Quốc. Cụ thể là chúng ta yêu cầu giữ nguyên trạng, không các bên là giữ nguyên trạng, không làm phức tạp thêm có ảnh hưởng đến hòa bình ổn định ở khu vực này. Chủ trương của chúng ta là nghiêm túc thực hiện Công ước Luật Biển, nghiêm túc thực hiện tuyên bố ứng xử của các bên liên quan ở Biển Đông, gọi tắt là BOC, và các nguyên tắc thỏa thuận mới đây mà chúng ta đã ký kết giữa Việt Nam và Trung Quốc. Cụ thể là chúng ta yêu cầu giữ nguyên trạng, không các bên là giữ nguyên trạng, không làm phức tạp thêm có ảnh hưởng đến hòa bình ổn định ở khu vực này. Chủ trương của chúng ta là nghiêm túc thực hiện Công ước Luật Biển, nghiêm túc thực hiện tuyên bố ứng xử của các bên liên quan ở Biển Đông, gọi tắt là BOC, và các nguyên tắc thỏa thuận mới đây mà chúng ta đã ký kết giữa Việt Nam và Trung Quốc.
cụ thể là chúng ta yêu cầu giữ nguyên trạng, không các bên là giữ nguyên trạng, không làm phức tạp thêm, có ảnh hưởng đến hòa bình, ổn định ở khu vực này. Và thịnh vượng chung, chính sách quốc phòng của Việt Nam là hòa bình và tự vệ. Việt Nam không là đồng minh quân sự của nước nào và không để nước ngoài nào đặt căn cứ quân sự trên lãnh thổ Việt Nam. Việt Nam không liên minh với nước này để chống lại nước khác. Nhân diễn đàn quan trọng này, tôi trân trọng thông báo